nhìn vô là mình đã biết được. Thôi chị ơi. Đây là cô gái bán táo. Đây là tôi là cô gái bán táo. Ai mua táo? Đậy cái này vào để cho con ong nó không thích ạ. À, đây là gốc cây táo này. To. Ông đi làm ông bán táo thì to như sao? Người luôn. Đây là ông bán táo của nhà tôi. Rất thích đi hái táo. Mình thích quá, mình hái nhiều. Ăn không hết. Sao mình cứ đi quay đằng sau lưng. Anh ơi, cái quả này này. Non non. Thôi non thì thôi.